hôm nay thì mình sẽ thử những cái màu mới của công ty Just Nail mới ra. Đây là cái set một trong những màu trong cái set 200 màu của công ty Just Nail ha. Thì bữa nay mình sẽ thử những cái màu mới này. Và những cái màu mới này thì sau này mình sẽ bán lẻ. Và nếu mà mình sẽ có giá đặc biệt cho những bạn mua theo set ha. Thì bây giờ mình sẽ dũa cái móng nail trước để mình apply cái bột lên. Thì cái bột này là vừa dip vừa đắp vừa ombre đó. Thì có thể các bạn có thể làm 3D luôn đó. Bây giờ mình lâu lắm rồi cũng không làm live cho nên tay chân nó cũng hơi cứng cứng à, nhưng mà làm từ từ là nó cũng mềm lại. Hai chị chích xì lông, chị khỏe không hí? Hello everyone, mọi người khỏe không? Mọi người share cái video này cho chị Mì nha. Thank you hí. Thì cái này là mình chỉ dũa sơ sơ thôi, tại vì cái móng này nó cũng nhọn, bây giờ mình chỉ dũa sơ sơ thôi ha. Xong rồi bây giờ mình sẽ chùi à, dũa nhám thì mình cũng dũa nhám rồi, bây giờ mình sẽ chùi. Nhớ nhiều không chị? Chị nhớ nhiều không? Chị share cho em chưa? Thì cái ngón này thì bây giờ nó đã có màu đỏ rồi, bây giờ mình sẽ làm thì những cái màu gì mình sẽ làm cái màu trước tiên là mình sẽ làm những cái màu lợt trước không, trong một cái móng mà nó có những màu đậm và màu lạc thì mình sẽ làm những cái màu lạc trước để chi không à, mình sẽ làm những cái màu lạc để những cái khi mà mình chuyển qua những cái màu đậm á, thì nó không có bị dính những cái màu đậm vô ha. Thì bây giờ mình sẽ làm những cái màu lạc chứ, cái màu lạc bây giờ mình sẽ pick đó, mình thấy cái màu này là màu Tiffany Blue, màu dễ thương ha, màu Tiffany Blue ha. Rồi mình sẽ làm cái chọn màu xanh này luôn đó, mà hai cái màu này mình thấy nó đi với nhau cũng rất là hợp đó, lúc nào cũng chọn những cái màu lạc và những cái màu đậm đó, để nó đi chung với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ apply cái Tiffany Blue trước. Không, thì khi mà mình ha, các bạn dỡ cục bột lên mà hai bên nó cùng màu thì cái bột đó là bột chuẩn ha. Còn mà dỡ lên mà hai bên khác ngầu, bên màu trắng, bên màu, tức là cái bột đó nó không có chuẩn. Thì cái bột đó là các bạn chỉ có dip thôi, chứ còn các bạn không thể nào mà các bạn đắp được. Sáng rồi đó, đúng rồi, vậy nó mới sáng đó. Đó. Cái màu Tiffany Blue này nó cũng rất là đẹp, tươi rất là thích cho mùa hè. Đúng rồi, thì cái set 200 màu này á, thì mình có thể mình làm được 4 mùa luôn. Nó gọi là four season, là có tất cả những cái màu đậm và có tất cả những cái màu lạc. Hi Mikey. Hey Mikey, it's me. It's been a long time I haven't done any nail. Yeah, since you left me. You betrayed me. Chasing another man. I'm so sad. Mikey, why you left me, Mikey? Rồi bây giờ mình sẽ vuốt nhẹ nó ra. Đó, thấy không? Thấy các bạn thấy không?
nó blend vào nhau rất là đẹp. Đó, hai cái màu này dễ thương quá đi à. Nó blend vào nhau rất là đẹp, thấy không? Rồi bắt đầu mình lên hai bên hông thôi. Đó, thì thường thường mà mình làm những cái màu như thế này thì mình làm ít ít thôi. Mình làm cho nó mỏng mỏng thôi để rồi mình bỏ cái bột clear lên. Đó, thì đây là hai cái màu này. Thì tí nữa mình sẽ dành ra những cái màu khác rồi mình sẽ viết cho các bạn coi. Hello, đây là con dễ thương. Hai Thảo Nguyễn hí. Đây là cái bột mà cái bột nó gọi là 4-in-1. Thì mình có thể mình vừa dip vừa đắp vừa ombre luôn. Nó không có bị cái problem gì hết. Và có thể sử dụng để làm 3D luôn ha. Rồi cái màu lạc thứ hai mà mình cũng giới thiệu đến các bạn là hai cái màu này. Hai cái màu này nó rất là popular. Thứ nhất là cái màu tím nè. Đó. Cái màu tím nó gọi là tím hoang cà đó, tím mộng mơ đấy. Nó ngơ ngơ là mắt cái quần. Bữa nay nó ăn trộm quần không à, không ăn trộm dép đâu. Trời ơi, his wife here luôn hả? Trời ơi, vợ ông Mikey ở bên đó luôn hả? Ông Mikey này nhiều vợ quá. Bởi vậy làm gì ông xài mình xong rồi bắt đầu ông quăng mình luôn. Ghê gớm quá. Hai anh Đăng Trần. Cái màu hồng. Hai Mimi Phạm. Rồi bắt đầu mình bỏ lên ha. Lúc nào cũng vậy, khi mà các bạn bỏ cái bột lên á, các bạn phải giữ. Nếu mà các bạn không giữ thì nó sẽ chảy. Đó, rồi mình chỉ có work hai bên thôi. Tại vì sao những cái móng mà nhọn hay là những cái shape almond thì mình chỉ work hai bên thôi. Nếu mà mình work ở giữa thì nó không còn cái độ cong nữa. Và cái móng nó sẽ rất là yếu. Đó, ha. Đó, đây là xong cái màu hồng ha. Trời ơi cái màu này đẹp quá. Thì cái tông mà thường thường đi với cái màu hồng là cái tông màu tím ha. Thì các bạn thấy có những người người ta hớt tóc á, hai Mike, những người mà người ta hớt tóc á, người ta hay kết hợp cái màu hồng với màu tím ha, để làm cái ombre ở trên cái màu tóc ha. Thì bây giờ mình sẽ làm ombre cái màu tím trên cái màu hồng. Đó, không lấy bột lên mà mình thấy nó hai màu là không đúng, không nó chỉ một màu thôi. Đó, nó cũng vậy, cái cục thứ hai vậy mình bỏ lên mình cũng phải giữ. Đó, ha. Rồi mình lùa bột cho nó xuống đó rồi mình vuốt nhẹ nó ra. Trời trời ơi mình đẹp hả, dễ thương quá đi à. Đó, hai cái màu này nó blend vô nó rất là đẹp ha. Mình lên hai bên thôi. Các bạn thấy không? Đây là cái sự mà nó blend vô với nhau. Đó, nó phải blend như vậy thì cái màu nhìn nó mới đẹp. Đúng rồi, lâu quá không nghe tiếng chim mì. Chứ mà chim mì bữa nay cũng không có làm tiệm nữa. Chỉ có làm pha bột thôi, đi pha bột thôi cho nên đứng lắc bột thôi cho nên ít thấy tại vì mình làm đằng sau cánh gà thôi chứ mình không có làm social media nhiều. Đó, thì đây là hai cái màu mà mình vừa mới đắp xong, mình làm ombre xong thì mình sẽ làm thêm một cái màu nữa. Đó, mình sẽ làm thêm một cái màu nữa. Bây giờ cái này là màu tối, màu tối thì mình sẽ sử dụng cái màu gray. Đó, cái màu xám ha. Còn tiếp theo cái màu xám là cái màu orange. Đó. Ô chị ơi, cái chị Chris, cái màu này là cái màu cái set bột này là cái set bột màu mới của công ty Chasnel ra, là cái bột này là cái bột 4-in-1 four season luôn. Thì cái này nó có cái số khác, cái tên khác nha chị. Tại vì cái set này nó tới 200 màu lần cho nên mình có thể mình xài cho nguyên năm cũng được ha. Đó, đây là so far là mình đã có ba, mình đã xài xong 4 màu, bây giờ mình sẽ xài thêm 2 màu nữa. Đó, thì bởi vì mình mới nói là cái bột của mình mình có thể mình làm được rất là nhiều việc. Đó,
bây giờ mình sẽ đắp màu tối trước ha. Cái này là mình sẽ đắp cái màu mới nhất. Ok, bây giờ mình sẽ đắp cái này ha. Rồi sau khi cái này thì mình sẽ smile, sẽ biểu diễn cho các bạn coi cái cách dip ha. Thì mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi cái cách dip đó. Một loại bột mà làm được rất là nhiều việc thì các bạn sẽ save rất là nhiều money. Mình chỉ vuốt hai bên thôi ha, nó cũng nhanh lắm. Nhưng mấy cái này làm mình thích rất, mình thích làm bột màu là vì sao? Mình làm mình ít vuốt, không đúng rồi. Thì bây giờ thì trong công ty chỉ mới ra được 15 set thôi. Thì những bạn nào mà có hứng thú thì các bạn cứ để lại số điện thoại, thì mình sẽ ưu tiên cho 15 bạn đầu tiên. Còn những bạn nào đến sau á, thì cũng có thể để lại số điện thoại. Thì khoảng chừng 3 tuần nữa thì mình sẽ ra đủ số lượng bột để cho các bạn order. Và những màu đó thì mình cũng sẽ bán lẻ luôn. Cái set này là không có trùng với những cái màu cũ của công ty nha các bạn. Nó không có trùng những cái màu cũ của công ty. Cho nên khi các bạn làm những cái này thì mình không có sợ phải trùng. Đây là cái thứ hai ha. Đưa ra đây bắt đầu mình vuốt nhẹ nhẹ ra ha. Mình kéo cho nó nhẹ nhẹ ra đó. Là tự động nó blend lại với nhau. Dạ đúng rồi, nó không có trùng. Rồi bây giờ mình còn hai ngón thì bây giờ Smile sẽ biểu diễn cho các bạn coi. Mình sẽ dùng những cái màu cũ luôn ha. Mình sẽ dùng những cái màu cũ, mình sẽ dip cho các bạn coi ha. Cái cách mà gọi là để dip mà nhanh á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà gọi là dip nhanh không. Thường thường á, khi mà mình dip á, là mình dip mình dùng cái clear đúng không, nhưng mà bây giờ mình không có dùng cái clear nữa, thì mình sẽ dùng cái mà gọi là cái bột white không. Tại vì khi mình dùng cái bột white á, thì nó làm cho cái màu của mình nó sáng hơn. Thì để dip cái ombre, bây giờ mình sẽ dip cái ombre luôn ha. Chứ còn dip một màu thì nó quá đơn giản rồi ha. Dip một màu thì ai làm cũng được hết đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử dip ombre cho các bạn coi. Thank you chị Anh Đào ha. Thank you đã ủng hộ cho công ty. Hai Thiện, Phản Thiện, đây là cái chai số 2. Thì thường thường khi mà các bạn dip á, đối với cái bộ dip solution của bên công ty á, thì mình không cần phải xài chai số 1 cũng được. Nói chung là cái chai glue của mình á, mình không cần phải xài chai số 1 ha, mình dip thẳng lên luôn cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ trước cái chai số 2 ha. Mình skip cái chai số 1 luôn. Tại vì mình tự tin với cái sản phẩm của mình ha. Mình tự tin với cái sản phẩm của mình, cho nên mình sẽ dip thẳng cái chai, mình sẽ quốc cái chai số 2 lên luôn. Đó, khi mà các bạn sơn chai thứ 2 thì cứ sơn gần sát cuticle thôi ha, chứ đừng có sơn sát quá.
Đó, bây giờ mình sẽ dip vô một cái lớp white. Đó, giữ lâu một tí. Đó ha. Bột ra. Rồi cái ngón này thì mình cũng sẽ dip luôn ha. Đó, cái ngón này thì nó hơi dài nhưng mà mình cũng sẽ dip cho các bạn coi. À, đây là cái cách mà mình mới suy nghĩ ra, nó hơi khác biệt một tí. À, thường người ta dùng cái clear người ta dip trước, nhưng mà mình thì mình không có xài cái clear, mình xài cái bột white hoặc là soft white ha. Tại vì đó là cái cách mà tiết kiệm thời gian cho các bạn. À, tại vì có những màu nó rất là lạc, mà các bạn dip những cái màu lạc thì các bạn phải dip 2-3 lớp. À, thì đây là cái cách mà gọi là để tiết kiệm thời gian cho các bạn không cần phải dip nhiều lần ha. Thì mình cứ dip cái màu white trước ha. để tí nữa mình dip những cái màu lạc lên thì nó ấy hơn ha. Rồi bây giờ nó đã khô rồi, cái keo mà nó cũng mau khô lắm ha. Mình sẽ phủi. Bây giờ mình sẽ cũng dip lại hai cái màu vừa rồi mình vừa mới đắp, thì hai cái màu này lên. À, tại vì khi mà cái nền mà nó đã cái nền mà nó đã có màu trắng rồi á, thì cái màu nó sẽ stand out more, nó tươi hơn. Đó ha. Thì mình cũng sẽ, bây giờ mình sẽ dip cái màu ấy ở dưới trước đúng không? Đó, rồi mình lấy cái màu này. Một tí ha. Mình sẽ đợi cho nó khô một tí. Đó, rồi mình dip thêm một lớp nữa. Đó là cái lớp thứ nhất, lớp thứ hai mình mới rảy, mình mới dùng cái cọ mình rảy ha. Tại vì quan trọng là cái lớp thứ hai thôi. Đó, mình sẽ rảy cái lớp thứ nhất trước. Đó, cái móng này nó hơi dài thì mình sẽ dip thêm một lớp nữa. Không, bây giờ nó ra, nó blend với nhau được rồi. Mình sẽ phủi nó ra. Rồi cái ngón thứ hai bên kia thì mình sẽ làm một cái mới gọi là marble dip ha. Thì sau cái lớp này bây giờ mình sẽ làm cái gì, mình sẽ phủ một cái lớp bột clear lên, tại vì làm móng dài thì mình phải phủ nó lên.
clear. Ok bộ clear rồi. Lấy cái bộ clear dùm cho mình. Đó thì như mình thấy thì nó cũng blend vô nhau được. Đó mình nhúng nó vô. Những cái móng mà dài á, thường thường các bạn dùng những cái hũ bột bự á, thì mình sẽ dễ làm hơn ha. Tại vì khi mà mình dip vô á, mình dip vô thì nó sẽ dễ dàng hơn. Lấy tờ giấy A4 ha. Rồi xong mình sẽ phủi. Rồi sau cái lớp này, thì mình sẽ tiếp tục mình làm cái gì? Đây là cái mà gọi là khi mà mình dip á, mình dip xong là có nhiều người người ta thích bỏ treo á. Nhưng mà người ta bỏ treo nó hay bị chóc, vì sao mà nó bị chóc. Chai số 3, bây giờ xong mình bỏ chai số 3 ha. Nhiều người dip vì sao nó hay bị chóc các bạn biết không? Dip xong rồi xuống treo lên nó bị chóc tại vì không bỏ cái lớp. Cái chai số 2 thì bây giờ mình sẽ bỏ activator để cho nó khô ha. Sau khi bỏ activator xong thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ tiếp tục mình bỏ chai số 2 thêm một lần nữa. Ồ, cái set 200 màu, nếu mà các bạn mua nguyên set á, thì nó tới khoảng chừng 2.000 nha. Tính ra một hũ nó 10 đồng thôi. Thì những bạn nào mà có hứng thú thì cứ để lại cái số điện thoại, thì bên công ty sẽ gọi cho các bạn. Đây, mình dip xong, là mình phải sơn lại cái chai số 2 sau khi bỏ cái chai số 3. Thì đây là cái cách mà để giữ cho các bạn khi mà các bạn làm muốn bỏ treo á, thì các bạn sử dụng cái lớp này, sử dụng cái step này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để cho nó khô. Trong thời gian cho nó khô thì cái ngón này thì mình sẽ làm cái dip, nó gọi là cái dip marble ha. Thì cái dip marble, để làm được cái dip marble thì mình phải làm những cái gì? Thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy ha. Mình phải chuẩn bị một cái tờ giấy. Đó, thứ nhất là mình sẽ bỏ những cái màu lạc chứ. Cái màu lạc mà mình muốn là màu gì, bây giờ mình sẽ múc cái màu lạc, mình sẽ dùng cái móng tiếp mình múc cái màu lạc ha. Đó, thì trước tiên mình cũng phải dip cái lớp white trước nha. Mình muốn dip marble mà đẹp á, mình phải dip cái lớp white mình làm nền ha. Rồi sau khi mình thấy mình sẽ sử dụng cái, bây giờ mình sẽ lấy ra hai màu đi. màu này màu đen, dip marble màu đen cho các bạn dễ thấy ha. Mình sẽ sử dụng cái màu đen với lại màu xám ha. Màu đen với màu xám. Trước tiên mình sẽ làm cái gì ha. Cái tờ giấy như vậy nè, mình sẽ múc vô ha. Mình sẽ để dưới bàn đó, rồi mình múc vô đó. Các bạn đừng có đổ ra cái khuôn ha. Nếu mà mình đổ ra cái khuôn thì nó rất là lãng phí bột đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tí màu đen vô, chỗ này ít, chỗ kia ít. Đó, đó. Sau khi mà mình bỏ vậy xong, bây giờ mình sẽ làm cái gì nữa? Mình sẽ khuấy đều nó ra. Mình dùng cái móng tiếp mình khuấy. Mình vừa khuấy mình vừa rung cái tay nữa ha. Tự động rung đó, bật cái chế độ rung đó ha. Đó, ha. Đó mình cứ khuấy theo cái mà mình muốn design đó. Thì các bạn thấy là nó đã ra như vậy rồi ha. Rồi mình để đó ha. Mình sẽ để đó. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy cái chai số 2 mình sơn lên ha. Mình lấy chai số 2 mình sơn lên. Thì đây cũng là cái móng dài. Thường cái móng dài thì Jimmy dip hai cái lớp white là để chi? Để cho khi mà mình dip lên á, mình không cần phải dip nhiều lần cái marble á. Nó tùy vô một cái loại bột. Thì bây giờ mình sẽ dip thêm một cái lớp white là giống như là sometimes mình dip mà bị lip hay bị nứt gì đó là do một loại bột hoặc là do cái loại gel đó. Giống như là mình sơn lên treo mà tại sao nó không bóng? Tại vì cái hãng của nó không có gứt.
đó. Đó, bây giờ thì nó cái nền nó đã màu, nhưng mà màu trắng mà rồi. Xài cái của 200 màu này thì tất nhiên mắt chờ ông kẻ luôn. Đó. Nếu mà không đẹp nữa thì thôi anh bỏ em đi luôn. Gì vậy ông kẻ? Trời ơi, anh không phải là ông kẻ đâu nha Ellie. Hai Ellie, Ellie lẹ không? Ellie hỏi thăm kìa. Lâu bạn nó tới gãi đẹp chửi. Ellie, Ellie. Ngồi im cho tôi làm. Ok, xong không? Sau cái lớp màu trắng thì bây giờ thì mình sẽ phủi lớp áo xuống tí. Đó, ha. Thì tiếp tục cái mình sẽ bỏ lên cái lớp thứ hai lại ha. Mình sẽ bỏ cái lớp thứ hai lại. Chị mình làm tới đây thì các bạn cũng hiểu là bước kế tiếp thì mình sẽ làm cái gì rồi phải không các bạn? Đó, mình sẽ sơn cho nó đều. Đó, mình sơn cho nó đều. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ đưa cái tờ giấy đó ra. Đó. Bắt đầu mình kêu khách lăn qua lăn lại. Mình sẽ cong cái tờ giấy xuống. Rồi lăn qua lăn lại. Lăn đi. Lăn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, rồi. Giữ nguyên. Hiện trường. Rồi, 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 rồi. Thả ra. Không? Đó. Rồi xong. Mình sẽ phủi cho nó xuống. Đó, rồi mình phủ nó ra à, thì nó sẽ ra cái marble nail. Đó, nó sẽ từ đậm chỗ lại, chỗ đậm chỗ lại, chỗ đậm chỗ lại. Thì thường thường cái marble dip á thì nó không có tạo ra những cái gọi là cái đường lai sắc sảo như là treo hoặc là làm bằng bột không? Tại vì làm bằng bột thì mình có thể mình dùng cái cọ mình đi, nhưng mà làm bằng cái này thì nó chỉ tạo ra những cái như vậy thôi ha. Còn mình muốn mà cho nó đẹp nữa thì mình cứ dip màu trắng lên hết, rồi bắt đầu mình dùng treo mình vẽ, mình dùng treo loang mình vẽ trên cái nền mặt dip thì nó sẽ đẹp ha. Nhưng mà đây là cái mà chị mình muốn chia sẻ cho các bạn, cái cách dip marble ha, để cho nó nhanh đó. Rồi mình có thể mình xài lại cái cũ cũng được. Xài lại cái cũ cũng được. Đó, thì sau cái này, sau cái này rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ. Tại vì mình dip cái này là mình chỉ dip một lần thôi ha. Thì mình dip nhiều lần nó cũng không có đẹp. Đó. Marble mà, giống mình làm marble mình làm 10 ngón không có giống 10 ngón. 10 ngón nó không có giống nhau được ha. Đó, thì nó sẽ ra những cái đường chỗ đậm chỗ lạc cho mình. Còn mình muốn mà màu đen nhiều hơn nữa thì mình cứ lúc mà mình bỏ cho mình quậy á thì mình cứ bỏ màu đen vô nữa ha. Cho cái lúc nào cũng vậy, phải bỏ cho cái chai activator nó khô xong rồi bắt đầu bây giờ mình mới bỏ cái chai số 2. Nói gì sao mà mình bỏ cái chai số 2 lại thì các bạn cũng biết rồi, để lỡ mình có bỏ treo hay là để lỡ mình có vẽ cái gì ở trên cái bề mặt dip thì nó sẽ last ha. Còn nếu các bạn không làm vậy, khi mà các bạn vẽ hay là khi các bạn bỏ treo rồi các bạn hơ đèn á thì nó không có được last ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ để cho nó khô. Thì trong thời gian khô chờ đợi cái màu nó khô thì mình sẽ cho các bạn coi sơ qua cái set 200 màu của công ty chất nail chuẩn bị ra ha. Rồi, các bạn chuẩn bị chưa? You are ready. Đó, thì mình sẽ cho các bạn coi. Đây là cái set bột mà 200 màu của công ty chất nail chuẩn bị ra. Đó, thì đây đầy đủ luôn. Từ mùa đông tới mùa hè, tới mùa hạ, tới mùa xuân, tới mùa thu luôn. Có nghĩa là tổng cộng là 5 mùa. Thì đây là những cái màu mới nhưng mà có giới hạn, là bây giờ chỉ có 15 set. Thì sau 2-3 tuần nữa thì mình sẽ có đủ số lượng set để cung cấp cho các bạn ha. Thì nếu mà các bạn có hứng thú thì các bạn cứ để lại số điện thoại. Đó, những cái màu rất là tươi.
những cái màu này rất là tươi. Các bạn coi từng cái màu để các bạn biết được ha, xanh tím vàng ha, đầy đủ hết, nó đầy đủ hết cái màu này. Đó, và đặc biệt là những cái màu này nó không có bị marble nha các bạn. Những cái màu này nó không bị marble, kể cả đít hay là đắp gì nó cũng không có bị marble. À, tại vì những cái màu này mình chính thức mình làm, khi mình làm mình đã thử rồi. Nó không có bị marble. Thì nếu mà các bạn có hứng thú thì các bạn cứ để lại số điện thoại ha. Rồi bên công ty sẽ gọi cho các bạn. Rồi khi các bạn mua cái set bột này thì sẽ có những quà tặng hấp dẫn kèm theo. Rồi đó ha, màu rất đẹp, rất tươi luôn. Có những màu nó sẽ có kim tuyến, nhưng mà đa số cái màu của công ty Chasnail là solid color rất là nhiều. Đó, mình cũng làm kim tuyến nhưng mà rất là ít, thì khoảng chừng 20-30 màu kim tuyến thôi, chứ còn toàn là solid. Đó, nước sơn hả? Nước sơn thì có chưa ra, tại vì để làm cái nước sơn mà match in color thì phải cần thời gian rất là lâu để mình nghiên cứu sao cho nó match, chứ còn làm ra mà không match là cũng hơi rắc rối ha. Ok, vậy bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây. Thì những bạn nào mà muốn mua